Hello, xin chào tất cả các chị em. Và trong ngày hôm nay thì có một điều rất là vui mừng mà Liễu muốn livestream để có thể thông báo tới cho tất cả những chị em, những cái khách hàng của mình là cái sản phẩm Night Beauty, một sản phẩm chuyên điều trị nám, tàn nhang và giúp cho da của chị em trở nên khỏe hơn, hồng hào hơn, mịn màng hơn. Một cái sản phẩm mà chị em đã chờ đợi rất là lâu và ngày hôm nay thì nó đã về rồi. Chính vì vậy nên là nếu muốn làm cái livestream này để thông báo cho tất cả những chị em nào chúng ta đã chờ đợi cái sản phẩm này từ rất là lâu rồi thì đây đây là cái sản phẩm mà ngay lát nữa thôi thì Liễu sẽ chuyển chuyển ngay cho tất cả mọi người để cho chị em có thể dùng và trở nên đẹp nhất trong cái thời gian Tết sắp tới. Đây thì như chị em có thể thấy đây là cái sản phẩm mà chị em đã chờ đợi trong thời gian vừa qua, một sản phẩm Night Beauty được Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nghiên cứu và được sản xuất tại Nhật Bản, được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, bên ngoài đây là một chiếc hộp vô cùng đẹp và đây là bên trong, đây là bên trong mình có thể thấy. Nếu mà chị em nào hiện tại chúng ta đang bị nám và tàn nhang thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 10 ngày. Thì nếu da của chị em nào xấu thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ sáng hơn, mịn màng hơn và hồng hào một cách tự nhiên. Và có một cái cam kết mà Liễu muốn dành cho các chị em, đó chính là trong vòng 1 tháng, sau khi sử dụng trong vòng 1 tháng, nếu như mà da của anh chị không thay đổi thì Liễu sẽ hoàn lại 100% tiền và thậm chí là còn có thể phụ thêm gấp đôi cho anh chị. Thì đó là một cái sự cam kết cho những chị em, các bà các mẹ nào chúng ta hiện nay đang có một cái làn da bị nám, thì đó là một cái sự cam kết trong vòng 1 tháng. Mà nếu như không có hiệu quả với cái làn da của mình, tức là da không sáng hơn, không mịn hơn, không hồng hào và căng hơn, thì sẽ hoàn tiền lại 100% tiền cho tất cả anh chị nào mà sử dụng cái sản phẩm Night Beauty này của mình. Đó, thì qua cái livestream này thì muốn thông báo tới tất cả những khách hàng của mình là đã có cái sản phẩm mà chị em đặt rồi và một lát nữa thôi. Bây giờ thì hàng mới về và một lát nữa thôi. Ok, da tối màu thì quá là tuyệt luôn Phạm Thị Nhung nhá. Da tối màu thì chỉ cần dùng trong khoảng 5 ngày thôi thì đã thấy da nó khác hẳn, bắt đầu sáng lên rồi. Mà 10 ngày thì đó một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Sạm nắng nhá, sạm nắng có thay đổi rất rất rõ luôn. Đó, thì đó là một cái thông báo báo ngắn để đây có thể cho chị em xem qua một chút hàng vừa mới về thôi. Và muốn làm cái livestream này để thông báo cho tất cả mọi người để chúng ta chuẩn bị để chúng ta nhận nó và các chị em không còn sốt ruột. Thì thời gian vừa qua thì rất nhiều chị em đã đăng ký sản phẩm này rồi nhưng mà thời gian vừa rồi thì chưa có hàng. Ở đây thì sản phẩm cốm này cũng mới về nha, cả Bách Phụ Vương nữa. Đó, ở đây thì đủ cái sản phẩm cốm thì đủ cho mọi người dùng, còn cái Night Beauty này thì chỉ về được có 3 thùng thôi. Chỉ có 3 thùng thôi và rất nhiều chị em đăng ký rồi. Có thể là vài ngày nữa thì cũng sẽ không còn. Nếu như mà chị em nào mà chúng ta đang có cái làn da bị tàn nhang hoặc bị nám do cái thay đổi cái nội tiết tố hoặc là do bất kỳ những cái yếu tố gì của môi trường khiến da của mình nó xấu đi thì có thể inbox với Liễu để Liễu sẽ hỗ trợ cho anh chị giải quyết cái vấn đề đó. Ok, xin chào anh Ngọc Nhất, xin chào Đặng Thị Tuyết Mai, xin chào Dũng Phan, rồi xin chào tất cả anh chị. Và đó là một cái thông báo ngắn để gửi tới cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo. Xin chào.